sẽ nấu món mực chiên nước mắm nha các bạn. Mực thì gồm có mực nè, nhà mình xài mực một nắng, nước mắm, hành lá, hành tây cắt miếng cao, rau salad, tương ớt và đường. Rồi bắt đầu chúng ta chế biến nha. Bắt đầu chiên mực nha các bạn. Chờ nóng mình cho nguội đồ ăn. Mực thì mình cắt miếng vừa ăn nha các bạn. Dầu nóng mình cho một ít mực một nha các bạn, đừng cho nhiều sẽ bị chảy nước. Vàng các bạn múc răng. Sau khi là mực đã chiên vàng như vậy rồi các bạn, mình chiên làm nhiều lần nhưng mà cuối cùng mình đổ, mình đảo cho nó đều hết. Các bạn đổ ra tô rồi mình làm hành. Cho hành vô, hành tây này mình khi mình sắp miếng cam cái mình rửa qua nước lạnh nó bớt mùi hăng lên, thì mình xào mình chỉ cần xào sơ sơ thôi, không cần xào kỹ lắm, ăn nó vẫn giòn, vẫn không có hăng nữa. Hành cũng đã xém thơm rồi, mình cho toàn lại mực vô các bạn nhé. Sau đó mình cho nước mắm với đường hồi nãy á, mình pha hòa đều cái mình cho vô, mình cho xíu nước mắm này nha các bạn. Từ bản thân mực đã mặn sẵn rồi. Đó vào làm món mực chiên nước mắm mình đã hoàn thành rồi, hấp dẫn không các bạn? Đây là món mực chiên nước mắm nha các bạn. Mình chả rau salad ở dưới nha. Mực chiên nước mắm chúng ta ăn kèm với rau xà lách và tương ớt các bạn, hấp dẫn các bạn, mời các bạn cùng thưởng thức. Hẹn các bạn ở video sau. Cảm ơn, bye bye.